bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món mè gà xào chua ngọt. Món này hương liệu cũng rất là đơn giản nha, mình cùng bắt tay vào làm. Liệu làm món này gồm có mè gà này là gần nửa ký nha, gần nửa ký mè gà, thêm nữa là dưa leo 4 trái, nửa trái khóm, một củ hành, một chút rau cần tây và một chút hành, thêm nữa là hai trái cà. Dạ mình dùng bột gạo nha, một tí xíu bột gạo đang làm cho khi nước xào nó được sệt sệt á. Rồi đây là nửa chén giấm kèm theo gia vị kèm theo nữa nha. Gà mua về rửa sạch. Cái này là gà mình mua siêu thị nè, còn có người ta đã bằng sạch sẵn rồi nè. Giờ mình rửa kỹ lại. Sau đó sau khi cạo hết phần nhớt rồi mình rửa sạch lại với nước sạch. Kế tiếp là sắc mè gà. Mè gà mình cắt đôi nha. Cắt đôi mè gà ra. Nếu như mà mè gà này nó nhỏ thì mình chỉ cắt đôi thôi, còn nếu như mà mè gà bự thì bạn cắt 3 cắt 4 vậy đó, cắt á, nói chung là cắt miếng vừa ăn. Mình lột sạch vỏ. Dưa leo gọt hồng. Gọt bớt phần vỏ. Chẻ ra bỏ ruột, chẻ làm bốn. Cần tây cắt bỏ gốc, cho vào nước rửa sạch. Giờ nấu chảy nó sẽ sạch hơn. Hành lá cũng cắt dễ, lột bỏ những cái bao khô của nó. Sau khi mình đã gọt xong mình rửa sạch. Rửa sạch rồi vớt lên nha. Hành tây chẻ đôi, sau đó sắc giống như muối bưởi vậy đó. Khi chẻ là nhớ lạng cái cuốn bỏ, đặng khi mà cắt hành tây ra mình xào những cái những cái lớp này là nó tách riêng ra, nó không có dính chùm lại. Dưa leo thì mình sắc xéo cộng xéo thành cộng dài giống dài khoảng cỡ như một chiếc đũa vậy nè, hơn một tí. Chua chẻ đâu xong bỏ bớt hột rồi cắt miếng vừa ăn. Cắt miếng cũng giống như muối bưởi nãy vậy đó. Rau cần với hành lá thái phúc.
không để riêng, lá để riêng nha. Khóm mình chỉ cần nửa trái khóm thôi, chẻ đôi sau đó thái miếng vừa ăn. Cho dầu ăn vào, khi dầu ăn nó sôi lên nó cho tỏi cho nó thơm, tỏi vào vị thơm. Tỏi đã vàng rồi bắt đầu cho mè già vào. Sau đó nêm gia vị vào, cho vào khoảng nửa muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng đường, nửa muỗng bột nêm. Sau đó đảo đều lên cho tan gia vị. Phần bột có thể cho vào 1 muỗng đường, một chút xíu muối, khoảng 1/3 muỗng cà phê muối, mình dùng một tí bột ngọt nữa, khoảng 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Sau đó chế giấm vào. Mình đũa quậy đều, quậy đều cho bột có thể vừa giả gia vị nó tan, tan đường. Bạn mề á, bạn xào cho nó chín nha. Khi mề đã chín rồi, mình cho cộng hành và rau cần vào trước. Cho hành tây vào, cho những cái phần mã rau phần nó lâu chín nó vào trước. Xào cho củ hành giả ha, cộng rau cần chín, chiên vào một tí nước nha, nó cạn quá thì bạn chiên vào một tí nước. Mình cho gà và khóm vào, đảo đều cho gà và khóm chín. Để cho sôi lên, sôi lên thật là sôi một lần nữa là mình bỏ dưa leo với lá rau cần vào. Dưa leo mình nấu chín thì nó sẽ mềm rụt, bởi vì mình bỏ vô sau cùng cho đặng khi mà ăn nó còn có độ giòn ngon hơn. Trộn đều mọi thứ lên. Cuối cùng cho nước chấm bột hòa tan vô, đảo đều lên, đảo đều lên đó là tắt lửa là được rồi đó. Vậy là mình đã xong món mè già xào chua ngọt rồi đó. Vậy là mình có thể múc ra đĩa và thưởng thức rồi nha. Khi ăn mình cho vào một chút tiêu đâm nhuyễn đó nha. Vậy là mình đã chia sẻ xong món mè già xào chua ngọt rồi nha các bạn. Nhìn nó đĩa mè già rất là hấp dẫn. Khi ăn mình chấm kèm với nước tương nha.
Nếu như không chấm nước tương thì các bạn có thể chấm nước mắm chua ngọt cũng được. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.